Nếu các anh chị đang làm nghề mà làm theo phương pháp của thế kỷ trước, hãy dừng ngay lại bởi vì phương pháp đó không còn phù hợp. Nếu các anh chị làm nghề mà sử dụng cái cách làm của mấy chục năm trước, hay tôi gọi là phương pháp cổ xưa, hãy dừng ngay lại. Điều đó nó không mang lại hiệu quả cho các anh chị, làm cho các anh chị mất rất nhiều công sức, chậm trễ và không chính xác. Nếu các anh chị đang không hiểu tôi đang nói gì thì hãy nghe kỹ tôi nói đây. Hiện nay khi làm về thiết kế thời trang có rất nhiều các phương pháp mới, nhanh hơn, chính xác hơn, dễ hơn và làm đẹp hơn rất nhiều. Phương pháp đó đang được tôi hướng dẫn cả nghìn các anh chị học viên. Đây là một bộ dập mà sẽ giúp các anh chị thay đổi quy trình, hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị tạo nên cái bộ dập làm một lần, sử dụng mãi mãi. Hãy xem từ đầu đến cuối video này, sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời và chuyên nghiệp dạy cho các anh chị. Xin mời các anh chị. Xin chào tất cả các anh chị em. Tôi là Vũ Trần Đức Hải, một nhà thiết kế thời trang, một người làm về đào tạo thiết kế thời trang, một bậc thầy về đào tạo. Thưa các anh chị, rất nhiều các anh chị ngày hôm nay có khi là lần đầu tiên xem cái video clip này và không biết Vũ Trần Đức Hải là ai. Vậy tôi khuyên các anh chị hãy vào Facebook của mình và search tên Vũ Trần Đức Hải để các anh chị biết đến một cái kênh cung cấp những kiến thức làm về thời trang chuyên nghiệp, sẽ giúp các anh chị làm thời trang tốt hơn, nhanh hơn, đẹp hơn. Vì vậy chắc chắn là những ai mà đang làm về những ngành thiết kế thời trang hoặc chuẩn bị muốn tìm hiểu cái nghề thiết kế thời trang, muốn làm việc hiệu quả hơn thì không thể không quan tâm đến Facebook của tôi được. Hãy vào Facebook của tôi xem những cái điều mà tôi chia sẻ các anh chị nhé. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề vô cùng quan trọng. Các anh chị có nhìn thấy cái gì ở xung quanh đây không ạ? Chắc là nhìn không kỹ đúng không? Đây, tôi sẽ cho các anh chị nhìn. Đây, một này, hai này, đấy, ba này, nhiều quá, bốn, năm, đấy, rất nhiều. Thưa các anh chị, đây là những bộ dập mà dùng ngay, dùng sẵn các anh chị nhá. Và chúng tôi rất tự hào vì đây là một sản phẩm duy nhất đến thời điểm này, một cái bộ dập duy nhất đến thời điểm này, nó chuyên nghiệp và các anh chị chỉ cần việc mua về, chúng ta cắt ra, đặt lên vải, cắt ra và may lên thành những cái sản phẩm tuyệt vời. Đấy, ở đây chúng ta có rất nhiều sản phẩm bộ dập tuyệt vời nhá, cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Đó, ở trên thế giới thì chưa có nhiều nước có những cái sản phẩm như thế này. Chỉ có một số các nước thời trang phát triển như là Pháp, là Nhật, là Mỹ thì mới có những cái bộ dập gọi là bộ dập dùng ngay, dùng sẵn. Nó giống như kiểu là mì ăn liền đấy. Đó, cái mẫu rất là đẹp như thế này. Ôi, đương nhiên là các anh chị đừng quá bị hấp dẫn bởi cái này, thế là rất háo hức đúng không? Nhưng ngày hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái bộ dập mà siêu quan trọng, siêu đặc biệt mà bất kể những ai làm thời trang sẽ phải cần đến nó. Các anh chị biết đó là bộ dập nào trong những bộ dập này không? Đây, chính là nó đây. Các anh chị nhìn đi, đầm ôm cơ bản. Đó, đây là bộ dập tôi muốn đề cập đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì như đã hứa là tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị, chúng ta sẽ tạo ra được một bộ dập siêu chuẩn để chúng ta làm một lần và chúng ta dùng mãi mãi, làm một lần và dùng cả đời. Đó, và chúng ta sẽ làm ra một cái bộ dập bằng bìa cứng có thể dùng lâu dài. Đó, đây, đằng trước và đằng sau đây. Đó, nào, đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì hãy tập trung vào phần sau đây là phần rất quan trọng các anh chị nhá. Nếu các anh chị muốn làm thời trang chuyên nghiệp, xin mời các anh chị đi thôi. Vâng, có lẽ là khái niệm bộ dập dùng sẵn đối với các anh chị đây là lần đầu tiên các anh chị sẽ nghe thấy. Đây là một trong những thay đổi căn bản trong quy trình làm việc mới nhất, hiện đại nhất bây giờ trong cái nghề thiết kế về thời trang các anh chị ạ. Các anh chị biết rằng là từ trước nay thì khi chúng ta làm bất cứ một cái mẫu nào ấy, làm theo phương pháp cũ thì chúng ta cứ mỗi lần làm một cái mẫu mới thì chúng ta sẽ cặm cụi, chúng ta vẽ, chúng ta dở công thức ra chúng ta xem, đúng không ạ? Kể cả làm phong căn bản hay là phong kiểu thì chúng ta đều làm như vậy. Nhưng cái quy trình đấy nó sẽ làm cho các anh chị chúng ta làm bị lâu, mất thời gian và nó không sinh ra lại hiệu quả lớn. Và bây giờ theo cái quy trình mới là bất kể chúng ta khi chúng ta làm một cái mẫu kiểu nào thì chúng ta đều phát triển từ cái form căn bản, chính là cái form này này các anh chị, chính là form này. Chúng ta sẽ có một cái phong căn bản như thế này, chuẩn như thế này, và chúng ta làm ra các cái đồ kiểu từ trên cái nền tảng của cái form này. Và ngay cả cái form căn bản này thì không phải là cứ các anh chị cứ làm thì chúng ta lại một lần chúng ta cắt cái form này, chúng ta vẽ công thức ra, mà khi chúng ta làm thì gần như chúng ta chỉ cần có một cái bộ dập chuẩn của cái form này bằng cái bìa cứng nhá, bằng bìa cứng, và từ cái bìa cứng đấy chúng ta sẽ sao ra các cái mẫu giấy dập mỏng hơn và để chúng ta làm. Theo cái quy trình mới thì nó sẽ nhanh, hiệu quả gấp 100 lần so với cái phương pháp cũ nhá. Vì vậy là tất cả những anh chị nào mà đang làm theo phương pháp cũ, đang không biết các phương pháp mới thì hãy xem kỹ cái video này, bởi vì nó sẽ hướng dẫn cho các anh chị một cái quy trình hoàn toàn mới, thay đổi tư duy của các anh chị để các anh chị chúng ta làm hiệu quả hơn. Ta sẽ xem là cái bộ dập căn bản này thì nó có điều gì đặc biệt các anh chị nhá. Đầu tiên là nó sẽ được thiết kế nằm trong một cái hộp bằng bìa nhá. Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng những cái gọi là chất liệu giấy nó rất là thô sơ để mà nó bảo vệ môi trường. Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ môi trường cho nên ở đây nó có chữ IDM Paris Eco, tức là hộp giấy thân thiện với môi trường. Ở đây nó sẽ có phần thông tin là tên của bộ dập, mã bộ dập. Ở đây tên của nó là đầm ôm cơ bản, và cái size ở trong này nó sẽ bao gồm 3 size luôn các anh chị nhá, SML nhá. Cái mã của nó là D9999, tức là chất lượng vàng 4 số 9 nhá. Và đây là phiên bản cho sản xuất, tức là dùng cho sản xuất chuyên nghiệp Pro và cho tại nhà nhá. Tức là các hiệu may, các xưởng may, những người làm chuyên nghiệp đều có thể dùng bộ này, và cho cả những người mà thí dụ bà mẹ bỉm sữa, ông bố đang nuôi con muốn làm thời trang thì cũng có thể mua bộ dập này. Ở trên này nó có một chữ gọi là IDM Paris được khắc, được cắt và khắc bằng công nghệ laser các anh chị nhá. Nhìn đơn giản này thôi nhưng mà nó là công nghệ laser này các anh chị ạ. Đó, có giá bán nhá. Giá của cái này là 360.000. Cái giá nó rất là rẻ. Vì vậy tôi khuyên các anh chị là không nên mua những cái sản phẩm làm nhái, làm giả, bởi vì thứ nhất là chúng tôi đã đăng ký bảo hộ độc quyền cái kiểu dáng công nghiệp của cái hộp này rồi nhá. Vì vậy các anh chị mà mua hoặc là chúng ta làm nhái, làm giả thì sẽ vi phạm pháp luật. Và thực ra là chúng ta làm cái bộ dập này, chúng ta mua một lần chúng ta dùng cả đời. Vì vậy hãy trân trọng nó bằng cách hãy mua đúng loại chuẩn, loại xịn mà dùng cho nó đáng nhá. Ở đây chúng ta sẽ còn có một cái thông tin ở phần bên cạnh. Đấy, cũng như là ở đằng sau tên của sản phẩm nhá, giá bán, và đây là nó sẽ có một cái tem niêm phong như thế này, tức là hàng chưa bóc tem nhá. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ cùng xem là bên trong bộ dập này thì nó có cái gì. Thứ nhất là các anh chị sẽ thấy cái hộp này rất đặc biệt, được thiết kế là hình cái móc như thế này, để là sau khi mà chúng ta cắt cái bộ dập này ra nhá, hay các cái bộ dập khác chúng ta cắt ra thì chúng ta sẽ treo lấy cái dây, chúng ta móc qua cái phần này, cái phần mà nó lõm như này hai bên, và sau đấy là chúng ta sẽ treo cái này lên trên một cái thanh nha, hoặc là cái dây. Đó, chúng ta treo lên này thì cái bộ dập chúng ta sẽ luôn phẳng, được chưa? Rồi, và chúng ta sẽ xem bên trong nó như thế nào nhá. Ở đây thì nó có cái ảnh đại diện của đây. Thế cho nên là các bộ dập sau này các anh chị quản lý sẽ rất dễ là mình biết là cái bộ dập này hình ảnh nó như thế nào. Rất chuyên nghiệp phải không ạ? Đây bên trong này. Đấy, các anh chị nhìn thấy chưa? Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có đầu tiên là cái khu vực mà thông tin về bộ dập nhá, đưa xa đây. Và có hình ảnh cộng với là các cái bảng thông số chuẩn, size từ XS cho đến S, ML, XL để các anh chị sẽ nhảy ra nhá. Và phần hướng dẫn sử dụng bộ dập rất chi tiết, các anh chị bất kể ai là cũng có thể sử dụng bộ dập này, bởi vì chúng tôi đã hướng dẫn rất là chi tiết. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái phần chính là cái phần bên này là phần thân phía trước, và đây là phần phía sau. Ở dưới này nó sẽ có cả form của phần tay các anh chị nhá, đầy đủ luôn, form phía trước phía sau và phần tay. Tôi đã nói rồi mà, đây là bộ dập mà nó chuyên nghiệp tầm cỡ là trên thế giới, ở Việt Nam là chưa có ai làm được cái bộ dập bán sẵn như thế này đâu các anh chị ạ. Tôi khẳng định luôn nhá, đến thời điểm này là chúng tôi là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có thể tạo ra một bộ dập chuyên nghiệp như này. Đó, ở trên này thì nó có các thông tin nhá. Và cái bộ dập này là nó sẽ gọi là 3 trong 1, 3 size trong 1, các anh chị nhìn kỹ đi. Thì ở đây nó có các cái nét nhá, chính là size từ size S cho đến size M và size L. Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Đây còn một cái món quà rất đặc biệt bên cạnh này anh chị ạ. Đó chính là một cái thước dây nhưng mà để bằng giấy nhá. Thì các anh chị chỉ cần cắt cái này ra thôi. Chúng tôi đã có sẵn cái băng dính hai mặt này rồi, các anh chị dán nối vào nhau cái là ngay lập tức các anh chị sẽ tạo ra được thành cái thước dây. Thế thì vì sao mà tôi lại tạo cái điều đặc biệt như thế này ở trong cái bộ dập? Thì thưa các anh chị là thước dây là một thứ mà rất quan trọng, nhưng không phải là ai lúc nào cũng có. Kể cả các chị làm về thợ may, lắm lúc chúng ta cũng bị mất mà không có thước dây. Và đặc biệt là với các anh chị mà chúng ta chưa làm may bao giờ ấy, chúng ta làm tại nhà thì chúng ta sẽ rất cần một cái thước dây để chúng ta đo cho bản thân chúng ta, để chúng ta lấy số đo. Đấy, trong quá trình mà tôi làm việc thì rất nhiều người là muốn lấy số đo của mình nhưng mà không lấy được bởi vì không có thước dây. Thước kẻ thẳng thì có nhưng mà thước dây thì rất là hiếm. Vì vậy là vì những cái nhu cầu cũng như là những cái mà thấu hiểu của khách hàng nên là tôi đã sáng tạo ra cái thước dây mà duy nhất trên thế giới mới có một cái bộ dập và có một cái thước dây đi kèm như này. Anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Cái này làm rất là đơn giản, chúng ta cắt ra thôi nhá. Ở đây tôi đã cắt ra rồi, để cắt ra một cái này. Đấy, thước dây này thôi, anh chị có thể lấy số đo của mình hay là người thân của mình một cách dễ dàng. Rồi, các chị thấy có tuyệt vời không ạ? Nếu ai thấy tuyệt vời thì hãy cho một tràng pháo tay dù đang xem cái này này. Đấy, tôi làm việc là luôn trên nguyên tắc là lấy khách hàng cũng như là các anh chị học viên làm trung tâm, và tôi sẽ suy nghĩ xem là họ đang cần những cái gì thì tôi sẽ sáng tạo ra những cái đó. Đó, đấy là một cái mà tôi muốn chia sẻ mọi người khi mà chúng ta làm về những cái sản phẩm thời trang, chúng ta phải luôn nghĩ đến khách hàng nhé, để tạo ra những điều đặc biệt thú vị cho khách hàng. Đó, đấy cho nên là đừng mua đồ giả nhé, đồ giả thì những cái này nó không chuẩn đâu, người ta photo lại của tôi là nó sẽ méo mó mà nó sẽ không có màu sắc, ở đây nó có màu hẳn hoi, tội gì đúng không ạ? Rồi, thế thì ngay bây giờ là tôi sẽ hướng dẫn nhanh các anh chị chúng ta sử dụng bộ dập này. Chúng ta sẽ cắt bộ dập này ra và đưa vào cái phần mà dập bìa cứng nhá, để chúng ta có thể làm một lần, dùng mãi mãi, đúng không ạ? Xin mời các chị. Rồi, một số thứ chúng ta cần phải có để khi mà làm cái này. Đầu tiên, rõ ràng rồi, chúng ta cần một cái giấy bìa chuyên cho công việc làm mẫu dập nhá. Cái này là cái bìa cứng chứ không phải là giấy làm dập nhá. Giấy làm dập thì nó sẽ mỏng hơn. Cái bìa cứng này thì nó sẽ có hai màu này, màu đậm này và màu nhạt. Đó, bìa cứng nhá. Các anh chị mua ở các cái hàng giấy mà chuyên bán đồ giấy dập đấy. Rồi, tiếp theo đấy là chúng ta cần một số dụng cụ, kéo, ghim, một cái dùi, bút này, bút chì, bút dạ, bút mực các kiểu và một cái dao trổ nhá. Đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải có. Thước thiết các thứ cũng được. Ok. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ giải cái này ra. Được. Nó giải ra. Cắt tất cả những cái phần này, nhưng mà chúng ta sẽ cắt theo kiểu là chưa cần cắt chính xác đâu các anh chị ạ. Cứ cắt dư ra tí. Đây, chúng ta sẽ cắt thành các cái miếng như này để nó dư ra nhé, đừng cắt sát. Đây là tay này, đây là thân trước này và đây là thân sau, anh chị ạ nhá. Và đây là cái thước, thì bây giờ tôi sẽ cắt luôn chính xác cái thước này để các anh chị nhìn cách để chúng ta tạo ra một cái thước dây. Đây các anh chị ơi, tôi đã cắt xong rồi nhá. Cắt này thì đơn giản, ai cũng cắt được đúng không? Trẻ con cắt được. Rồi sau đó chúng ta cắt xong thì các anh chị sẽ ở cái phần này nó có cái phần băng keo nhá. Bằng keo hai mặt thì chúng ta chỉ việc bóc nó ra thôi. Các anh chị nào đấy. Và sau đó chúng ta lấy ở cái phần cái thước bên này này, là cái phần mà 80cm này, chúng ta dán vào đây nhé, nối vào đây. Nhớ là dán là đầu 80cm vào chứ không phải đầu số 1 đâu. Ok chưa? Đấy, rất đơn giản thôi, rất đơn giản và thông minh đúng không ạ? Đó, tuyệt vời. Đó thì chúng ta sẽ có một cái thước. Cái thước này thì chúng tôi đã tráng một lớp băng keo nhá, đã dán một lớp băng keo trên là nó khá là dai, không phải là không rách được đâu, không rách được nhá, dùng lâu dài luôn nhá, rất là tiện. Đó, ok. Thế thì chúng ta làm xong này thì chúng ta để gấp gọn nó vào và chúng ta sẽ làm sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ đặt các cái thân mà chúng ta cắt ra như thế này, đặt lên đây nhá. Rồi, nếu mà chúng ta đặt khéo thì chúng ta vẫn có thể vẫn vừa đấy các anh chị ạ nhá. Anh chị nhìn này. Đó. Đầu tiên là các chị sẽ đặt sát cái thân trước này vào đây, vào cái biên này, cái biên của tờ giấy này, chỗ phía gần tôi này. Đó, cái biên này, chúng ta sẽ đặt sát cái thân trước vào đây nhá. Đây, chúng ta sẽ lấy kéo, chúng ta cắt sát cái phần cổ như thế này để chúng ta nhìn được cái, được chưa? Cái biên này nó nằm đây này. Đó, được chưa? Và ở đây thì các anh chị lưu ý là chúng ta có 3 size SML, đúng không? Màu xanh lá cây là size S, màu đen là size, cái nét màu đen này là size M, và nét màu đỏ đứt dài này là size L. Nhưng mà trong quá trình tôi làm việc ấy, chúng ta làm theo cái quy trình chuyên nghiệp ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần là dùng size M thôi. Như tôi dùng size M, tức là tôi cứ cắt sát vào cái đường màu đen này là ok nhá. Còn các anh chị nào mà muốn chúng ta sao sẵn ra size S và size L thì chúng ta đặt cái này lên cái giấy bìa này, và sau đó chúng ta dùng con lăn nhá, dùng cái con lăn. Anh chị đã biết con lăn chưa? Đây là con lăn này. Đấy, đây là con lăn này. Cái con lăn này có tác dụng là để mình sang dấu. Ví dụ đây, mình đặt này, mình lăn xuống cái là nó sẽ hằn cái vết nhá. Hằn cái vết. Đấy, hằn cái vết này. Đấy, các anh chị nhìn ở đây có thể là không rõ, nhưng mà cái vết này nhìn rất là rõ đây. Đấy, để chúng ta có thể làm được nhá. Thì một số những cái dụng cụ chuyên dụng như là con lăn hay là kìm sang dấu, dấu bấm đấy, hay là một số các dụng cụ khác. Đây, kìm dấu bấm này, các anh chị có thể liên hệ tới với học viện qua số điện thoại 0912 177 625 để mình mua cái bộ combo dụng cụ thiết kế chuyên nghiệp nhé. Cả thước cong, thước thẳng, thước kỹ thuật nhé, rất nhiều thứ chuyên nghiệp. Đấy, chúng ta phải có những cái đồ này chúng ta mới làm được. Rồi quay lại đây thì như vậy là trong cái này thì tôi sẽ chỉ dùng size M thôi. Tôi sẽ cắt sát cái đường màu đen này. Đó, vì vậy tôi sẽ để sát cái đường màu đen này ở cái sát ở cái biên này. Được chưa ạ? Đó, phần trên phần dưới đều như vậy nhá. Thì tôi sẽ sử dụng băng dính hai mặt ở đây. Chúng ta sẽ sử dụng băng dính hai mặt để chúng ta dán nhá, dán cố định. Đấy, băng dính hai mặt. Các anh chị dán kỹ vào. Để chúng ta dùng cái này dùng lâu dài nên là chúng ta sẽ dán kỹ một chút nhá. Chúng ta sẽ dán sát vào cái phần ly dọc này chút nữa. Vì sao dán như thế chút nữa các anh chị sẽ biết nhá, cứ làm theo tôi đi. Để mà sạch đẹp thì các anh chị có thể dùng kéo tôi. Lưu ý một điều là chúng ta sẽ để cái mặt cái bìa này này, mặt tối để lên trên nhá, mặt đậm lên trên, còn mặt sáng chúng ta để ở dưới nhá. Rồi chúng ta sẽ bóc cái này ra này. Trong lúc xem tôi làm thì các anh chị hãy nhớ là hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn nút subscribe và nút like ở trên cái kênh của tôi nhá, kênh YouTube cũng như Facebook của tôi, để mà chúng ta sẽ luôn theo dõi được những cái bài mà sắp tới tôi sẽ tặng các anh chị về kiến thức rất chuyên nghiệp nhá. Hãy làm ngay, hãy nhấn ngay vào nút theo dõi, nút subscribe, đăng ký kênh và nút like. Và ở dưới này thì nó có cả phần comment, các anh chị cứ comment những cái anh chị mà chưa hiểu, muốn hỏi vào đây tôi sẽ trả lời các anh chị. Ok, và sau đó chúng ta sẽ đặt vào sát cái biên này nhá, các anh chị căn cho nó khéo léo vào. Và chúng ta sẽ để cho cái phần giấy bên trên nó đủ cho phần tay thì chúng ta sẽ đặt cái này sát ở phía dưới, biên ở phía dưới nhá, bên tay trái của tôi này. Nó trùng khít, cái vạch đen này trùng khít với cả cái biên của giấy. Cái biên của giấy này thì thường máy nó cắt thì khá là phẳng rồi. Đó, thì chúng ta sẽ tận dụng luôn nhá. Và chúng ta sẽ làm cái phần dán tương tự với cả cái thân sau nhá, ở vị trí này. Làm dính hai mặt xong thì bắt đầu tôi sẽ dán nốt cái phần thân sau này vào cái miếng bìa này các anh chị nhé. Các anh chị có thể cắt ngay bằng cách là cắt sát cái đường mà màu đen, bởi vì chúng ta làm size M mà, cắt sát đường màu đen như thế này nhé. Tuy nhiên là như tôi thì tôi cũng sẽ không cắt như vậy ngay, tôi sẽ cắt dư ra, và để chút nữa tôi sẽ cắt sau, cắt sát sau thì nó sẽ dễ cắt hơn. Bởi vì khi mà chúng ta cắt mà cả một cái miếng to như thế này ấy, mà chúng ta lượn vào những cái đường cong thì nó sẽ khó cắt, nhé, thậm chí nó sẽ dây ra bị rách cái bìa. Chúng ta cắt bỏ như thế này trước này. Ok, sau khi mà cắt sát như thế này, cắt gọi là tương đối như này xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái ghim bấm này, các anh chị nhé, ghim bấm này, để chúng ta sẽ bấm vào những cái phần xung quanh này để cho nó giữ nhé. Bởi vì là dù chúng ta đã dính cái băng keo hai mặt rồi, tuy nhiên là một thời gian nó sẽ có thể bị bung ra. Vì vậy nếu mà tính tôi thì rất là cẩn thận, và để mà chuyên nghiệp thì chúng ta nên làm như thế này nhé, bấm thêm vào. Chúng ta sẽ cắt theo đường màu đen, ở đây nó có 3 cái đường, màu xanh lá cây, màu đen và màu đỏ, thì chúng ta sẽ cắt màu đen, bởi vì là chúng ta sẽ dùng size M. Rồi, như vậy là tôi đã vừa cắt xong chính xác những cái miếng dập nhá. Đây là thân trước này. Các anh chị thấy là thân trước thì nó sẽ có một cái ký hiệu như thế này, tức là chỗ này là đường gập đôi vải nhá. Vì mẫu căn bản này nó là mẫu đối xứng, cho nên là thân trước nó sẽ chỉ có một nửa thôi. Nó sẽ là nhân 1 nhá. Ở đây ghi rõ này, nhân 1 và gập đôi vải ở vị trí này. Đây, nhân 1. Đấy, vải chính nhân 1 lần. Thân sau thì nó sẽ là nhân 2 lần, được chưa? Và hai miếng này tách rời chứ không phải gập đôi đâu. Đây là đường tra khóa này. Đường tra khóa này thì khi mình cắt lên vải thì mình sẽ cộng ra 1,5 cm là đường may nhá. Đường sườn này cộng ra 1,5 cm, cộng 1 hoặc 1,5, cái này tùy các anh chị nhá. Nới bóp thì chúng ta cộng 1, còn 1,5. Còn tất cả những cái đường còn lại thì sẽ là 1. Đường gấu này chúng ta sẽ cộng 3 cm, được chưa? Đó. Còn đây là cái tay. Form tay rất là đẹp. Form tay này thì chúng ta sẽ muốn làm tay ngắn, tay cộc thì chúng ta sẽ cắt theo đường này. Chúng ta muốn làm tay đến khuỷu tay thì đây là đường khuỷu tay này, và đây là dài tay các anh chị nhá. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái bấm dấu này để tạo các cái dấu bấm. Sau này chúng ta sẽ sang để khi chúng ta đặt lên vải thì chúng ta sẽ sang dấu nó dễ hơn nhá. Nhắc lại là các anh chị nào muốn mua bộ dụng cụ combo gồm rất nhiều những cái dụng cụ chuyên nghiệp như là thước thẳng, thước cong, kỹ thuật này và kìm bấm dấu cũng như là con lăn vân vân, 9 dụng cụ khác nhau thì hãy liên hệ với số điện thoại 0912 177 625 để mua cái combo này đang có giá ưu đãi rất là lớn. Chúng ta sẽ dùng cái kìm bấm dấu này nhá. Dùng cái kìm bấm dấu này để mà tạo các cái dấu bấm. Đó. Chúng ta sẽ tạo được cái dấu bấm rất là đẹp, chứ không phải chúng ta bấm bằng cái mũi kéo thì nó sẽ bị rách cái bộ dập của chúng ta. Khi chúng ta làm việc mà chúng ta có những cái dụng cụ chuyên nghiệp như này thì nó sẽ rất là thuận lợi. Đó, để mà sau là các anh chị nhìn đấy, cái này sau này mình chỉ cần vạch phát lên phấn là xong rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái đường canh vải nhé, thì tôi cũng sẽ đánh dấu luôn, gập luôn cái này vào và chúng tôi sẽ tạo cái dấu bấm đây. Đó, lỗ thủng đây, thấy chưa, lỗ thủng như này. Và phía dưới này thẳng với cái mũi tên này, vừa là đường chính giữa vừa là đường canh vải, được chưa? Đấy. Chúng ta cần thì có thể tạo một cái lỗ ở đây nữa, đoạn chính giữa này. Đấy. Ok, đấy, xong rồi tay. Chúng ta làm tương tự các dấu bấm và các thân khác như thế, đặc biệt là những cái đường ba đường ngang, ngang ngực, ngang eo, ngang mông chúng ta phải làm hết. Đó, như vậy là đã xong cái phần mà bấm dấu. Thế thì ở đây các anh chị lưu ý là thân trước và thân sau thì nó có cái hệ thống các cái ly nhá, ly chiết như thế này. Đó. Thế thì sau đây là tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để chúng ta tạo ra cái ly chiết để mà khi mà chúng ta đặt cái bộ mẫu dập này lên một cái miếng giấy dập để chúng ta sao thì làm sao mà chúng ta sao được cái ly chiết này nó nhanh mà nó chính xác, nó đẹp nhất nhé. Chúng ta sẽ cần một cái con dao trổ như thế này, dao cắt giấy ấy, đầu nó nhọn như này. Đã vừa cắt xong hoàn chỉnh tất cả những cái phần thủng ở những phần ly này để chúng ta khi chúng ta sao sang cái mũ dập lên giấy dập ấy, thì nó sẽ nhanh và thuận tiện hơn. Đó. Đây, thân trước, đây là thân sau và đây là thân trước các chị nhé. Đây là tay. Thế thì ngoài ra là tôi đã tiến hành làm cả ghi các cái thông tin đằng sau nữa nhá. Đây là cái mặt này. Cho nên là vì sao mà chúng ta sẽ để cái mặt sáng này, mặt đằng sau là mặt sáng, để chúng ta sẽ ghi các thông tin. Ví dụ như này, vì đôi lúc anh chị chúng ta sẽ muốn là chúng ta đặt theo cái chiều này để nhìn cho nó dễ chẳng hạn. Cái mặt này thì chúng ta có thể đặt sử dụng mặt này cũng được, đặt lên. Và vì vậy chúng ta cần ghi rõ thông tin. Ví dụ ở cái tay này chúng ta cần lưu ý là cái phần cong ở phía thân trước và thân sau khác nhau, nên là chúng ta phải cần ghi rõ thân trước thân sau. Đấy, trước thân sau nhé. Canh vai. Đây, chúng ta thậm chí là chúng ta nên ghi cả cái đường khuỷu tay như thế này. Khuỷu tay, tôi sẽ dùng bút đỏ. Đó, cái đường khuỷu tay như này nhá. Và phần thân trước và thân sau cũng thế. Đây, chị nhìn thấy không? Có rất nhiều cái thông tin. Thứ nhất là tên của bộ dập cơ bản thân trước nhân với 1. Và chỗ này cặp đôi vải này. Các đường ngang ngực, ngang eo, ngang mông tôi đều ghi vào đây rất là rõ nhá. Đó. Chị nhìn thấy không? Đây là một cái bộ dập mà chúng ta dùng lâu dài, cho nên là chúng ta làm phải cẩn thận và nó chuyên nghiệp một chút. Đó. Rồi. Thân sau cũng như vậy. Các chị nhìn thân sau tôi làm đây. Đấy, thân sau cũng như vậy. Đó. Đó. Ok. Và chúng ta ghi cả phần đường sườn cũng như đường tra khóa này. Đầy đủ thông tin luôn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ sao thử một cái bộ dập từ cái bộ dập chuẩn này ra một cái mẫu ra một cái giấy dập để các chị thấy được làm theo cách này thì nó rất là nhanh nhé. Ta cần để một cái vật nặng lên trên này, anh chị để một vật nặng lên trên. Đó, bây giờ tôi bắt đầu sao nhé. Các chị thấy nhanh không? Xong rồi đấy. Đó, chưa đến 1 phút nhá. Nếu mà chúng ta làm theo phương pháp này rất là nhanh để chúng ta có một cái bộ dập như thế này. Đấy. Quá là nhanh luôn. Là y hệt nhá, chính xác 100%. Thật tuyệt vời ạ. Các thân sau và cái phần tay thì cũng như vậy, chúng ta chỉ cần đặt lên đây là xong. Tôi đã hướng dẫn các anh chị cách để tạo ra một bộ dập đầm siêu chuẩn bằng bìa cứng nhá. Và các anh chị nên nhớ rằng trong cái này thì nó sẽ có một cái bảng hướng dẫn. Các anh chị nhớ cắt cái phần này ra và chúng ta sẽ dán lên ở phía trên cái chỗ tường làm việc của chúng ta. Để các anh chị nhìn được các thông số và sự hướng dẫn nhá. Cái tờ này rất là quý, đừng có bỏ đi. Đó. Và cái phần này thì chúng ta sẽ đục những cái lỗ ở phần cái dập này. Nó sẽ có những cái lỗ như thế này, đục lỗ và sẽ treo lên cùng với cái bộ dập này ở bên ngoài như thế này. Đó, hãy treo lên, hãy treo lên. Đó. Anh treo lên như thế này rất là đơn giản thôi, và các anh chị sẽ có một cái bộ dập rất là chuyên nghiệp như thế này nhá. Đấy. Thế thì sau bài hướng dẫn này thì các anh chị sẽ đến phần làm bài tập và thực hành, đó là hãy làm cho mình một cái bộ dập như thế này. Thế thì có 2 cách để chúng ta có thể thực hiện được cái bài tập này một cách dễ dàng. Cách thứ nhất là các anh chị hãy nhấc ngay máy lên, gọi điện hoặc là chat, tốt nhất là gọi điện là nhanh nhất. Hãy gọi điện theo số 0912 177 625 để có trong tay được cho mình bộ dập này. Chúng ta nên nhớ rằng bộ dập này là rất quan trọng, không thể thiếu được với bất kỳ ai làm về thời trang. Vì vậy hãy gọi điện để mua ngay cho chúng ta một cái bộ dập như thế này các anh chị nhé. Ở đây chúng tôi đã bán hàng chục nghìn bộ dập như thế này rồi, rất nhiều người đã có trong tay bộ dập này. Hãy gọi điện ngay lập tức để mà có trong tay bộ dập như thế này. Đây là một bộ dập rất là tuyệt vời. Gọi điện, và những anh chị nào đã xem video này gọi điện cho chúng tôi báo rằng tôi đã xem video của Vũ Trần Đức Hải thì các anh chị sẽ được nhận một cái giá ưu đãi đặc biệt nhé. Giá bìa của cái này là 360.000 thì các anh chị gọi điện sẽ nhận được ưu đãi là chỉ còn 295.000 nữa thôi nhá. Rất là tuyệt vời. Đó, hãy gọi điện ở số 0912 177 625 để có được cho mình bộ dập tuyệt vời không thể thiếu này. Còn cách thứ hai là các anh chị muốn có thể là biết được cái công thức nhá, biết được cái công thức tạo ra cái bộ dập như thế này thì còn một cách nữa là các anh chị hãy đăng ký tham gia vào khóa học online 6D. Hiện tại khóa học online 6D đang diễn ra rồi và các anh chị hãy tham gia. Đây là khóa học rất đặc biệt. Các anh chị đều có thể học được khóa học này ở bất cứ đâu, chỉ cần có internet và một cái điện thoại smartphone là có thể học được. Và cái khóa học online này thì nó sẽ gồm 30 video, 30 bài giảng giúp cho các anh chị từ căn bản đến nâng cao, làm những cái mẫu đầm từ đơn giản cho đến những cái mẫu đầm phức tạp nhất. Đến những anh chị nào mà muốn đi theo nghề chuyên nghiệp thì hãy đăng ký khóa học 6D online này. Và trong phần đầu tiên, bài đầu tiên là các anh chị sẽ được dạy cái form đầm này. Các anh chị sẽ thấy rằng cái form này khi may lên thì nó sẽ siêu chuẩn luôn, cực kỳ ôm nhá. Nếu ai đó phát hiện là cái form này nó không chuẩn thì tôi sẽ hoàn tiền cho các anh chị và tặng các anh chị 10 bộ dập luôn nhá. Siêu chuẩn, form này siêu chuẩn. Vì vậy hãy đăng ký khóa học 6D online của chúng tôi, đang có giá ưu đãi rất là lớn. Các anh chị cũng gọi vào số 0912 177 625 để được đăng ký cũng như tư vấn cho khóa học online 6D đang diễn ra. Vâng, đến đây xin chào và hẹn gặp lại các anh chị tại các video tiếp theo. Hãy nhớ hành động ngay ngày hôm nay để thay đổi cuộc đời cũng như là công việc của anh chị trở nên chuyên nghiệp hơn. Hãy về, hãy làm bài tập, tạo ra những mẫu tuyệt vời đi các anh chị ơi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị tại các video lần sau. Vũ Trần Đức Hải, xin chào, hẹn gặp lại. Vâng, nếu thấy những video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment, bình luận, đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.